để giờ một câu một lời
từ ngày mai con biết ngon biết ngọt thì em thời biết chia sẻ cùng ai đây. Mấy ngày hôm nay ông luôn mệt mỏi, mẹ con em này chăm sóc cho ông bao tháng bao ngày, chỉ mong sao bệnh ông thuyên giảm thêm nhiều, mà sao bây giờ ông lại ra đi. Chỉ còn đêm sáng ta mai ông đi về, đeo về nơi mộ phần mãi mãi cuộc đời, cuộc kỳ đời ta phải xa. Những ngày khổ đau mình đã trải qua nhiều rồi, mà sao bây giờ cuộc sống đã an nhàn, ông nghĩ bỏ ra đi mất rồi. Ấy hỡi, giờ này đây mẹ con em thấy đau lòng xót đi xa ngậm ngùi biết tìm ông nơi đâu. Giây phút cuối cùng giờ này đây biết nói câu gì, mãi cuộc đời ta phải xa nhau. Xin hẹn lại ông kiếp sau, kiếp bị sau ta nối lại thơ hồng. Lại đến duyên vợ chồng, chúng ông đi xuôi vàng chẳng nghe ra độ chỉ cho vợ cho ta. Vâng, cảm ơn hoàng cầu nguyên quyền và chiếc quần hồng đan quyến, trân trọng mời đoàn thắp hương kính viếng.
gia đình trân trọng kính mời. Cảm ơn thông
Việt Nam quốc hương nguyện tỉnh hương nguyện thành phố quận phường phường nguyễn du phố già số bốn tính chủ nguyễn thị nhờ hi quốc bác thập cửu tuế đồng gia dương môn con cháu nam nữ tử tôn hôn tiến hồn ngoại thành tầm tiến đề thì bốn phòng ninh hồn trấn ninh nguyễn việt tuyệt sinh ngư đình nhà mão liền đại hạn lâm trung quý mão liền tứ nguyệt thập ba nhạc tuất thời tượng thọ cửu thập thất tuế này gia trung đi về nghĩa trang cầu họ tỉnh nam tỉnh và con thành tâm tiên đệ nam mô tứ bổ cương nàng quan thế âm bồ tát nam mô tứ bổ cương nàng quan thế âm bồ tát nam mô tứ bổ cương nàng quan thế âm bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương nam mô dân chúng dân tiên dân đạo sư a di đà phật nam mô tây phương cứu bổ cương nàng tiếp dân đạo sư a di đà phật nam mô hàng địa tiếp dân tây phương đạo sư a di đà phật. Đường Nguyễn Du, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên,
cụ cư trú tại số nhà 04 đường Nguyễn Du, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Cụ Nguyễn Viết Tuyên do bệnh tuổi già, mặc dù đã được vợ con, anh em trong gia đình chăm sóc tận tình chu đáo, các bác sĩ cứu chữa hết lòng nhiệt tình, song do tuổi cao, sức đã kiệt, cụ không qua khỏi. Cụ đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2023, tức ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Cụ hưởng thọ 97 tuổi, mai táng cụ tại Nghĩa Trang Chùa Diều. Sau khi cụ Nguyễn Viết Tuyên qua đời, ban lãnh đạo khu phố Vọng Cung, ban công tác mặt trận, chi hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ cùng các ông bà, tổ trưởng các đường họp thành lập ban lễ tang. Ban lễ tang gồm các ông bà sau: ông Ngô Văn Cường, bí thư chi bộ, trưởng khu phố làm trưởng đoàn; bà Đào Thị Lan, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu phố là phó ban; ông Nguyễn Văn Quyền, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi khu phố thành viên; bà Đào Thị Mai Hiên, chi hội trưởng phụ nữ khu phố thành viên; ông Đặng Hồng Thái, tổ trưởng đường Nguyễn Du thành viên; ông Nguyễn Đức Dũng, phó phố thành viên; ông Lê Thanh Bình, chi hội trưởng cựu chiến binh khu phố thành viên; ông Nguyễn Viết Thái, đại diện gia đình thành viên. Sau khi thành lập ban lễ tang cùng gia đình đã bàn bạc thống nhất giờ khâm niệm phúng viếng, giờ tổ chức lễ truy điệu đưa tang cụ Nguyễn Viết Tuyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến giờ phút này đã có đầy đủ các đoàn đại biểu, các cơ quan ban ngành, nơi các con, các cháu, gia đình của cụ đang công tác, các ông bà đại diện cho các chi hội, ban mặt trận khu phố, chi hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà nhân dân trong khu phố Vọng Cung, họ hàng, thông gia, liên gia, bên nội, bên ngoại của cụ Nguyễn Viết Tuyên đã về đông đủ. Sau đây, tôi xin kính mời ông Ngô Văn Cường, bí thư chi bộ, trưởng khu phố Vọng Cung lên đọc lời điếu. Xin kính mời ông. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Viết Tuyên, kính thưa gia quyến, tạp chí cùng toàn thể nhân dân, hôm nay trong nỗi buồn khôn xiết, chúng ta cùng có mặt ở đây để tiễn biệt cụ Nguyễn Viết Tuyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ Nguyễn Viết Tuyên sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1927, quê quán khu phố Vọng Cung, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, thường trú tại số nhà 04 đường Nguyễn Du, khu phố Vọng Cung, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cụ Nguyễn Viết Tuyên là một người cha, người ông, người cụ mẫu mực thân thương của gia đình, người và là người đồng chí và là người bạn thân thương của chúng ta không còn nữa. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các thầy thuốc, gia đình cùng bạn bè chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, cụ không qua khỏi. Cụ đã chia tay chúng ta về với cõi vĩnh hằng lúc 20 giờ 39 phút ngày 28 tháng 5 năm 2023 tại gia đình hưởng thọ 97 tuổi. Cụ mất đi để lại cho gia quyến, bạn bè cùng bà con lối xóm niềm tiếc thương vô hạn. Cụ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống cách mạng. Thời còn trẻ, cụ được bố mẹ, gia đình nuôi dưỡng lớn lên đi học tại các trường cấp 1, 2 ở quê hương. Khi trưởng thành, cụ tham gia năm 1954, cụ tham gia dạy học bậc tiểu học. Cụ đã dạy học tại các trường
trường tiểu học Quảng Châu, Phương Triểu, Hồng Nam, Hùng Cường và trường Thọ Vinh. Đến năm 1980, khi cụ dạy học tại các trường tiểu học Thọ Vinh, huyện Kim Động, cụ đã được nhà nước cho nghỉ theo chế độ hưu trí và cụ về số nhà 04 đường Nguyễn Du sinh sống, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Trong quá trình cụ dạy học, cụ được nhà nước tặng thưởng huân huy chương kháng chiến hạng nhất, danh hiệu chiến sĩ diệt giặc rốt. Trong những năm tháng cụ luôn rèn luyện, học hỏi, phấn đấu, cần cù, tận tụy trong công việc, hết lòng phục vụ học sinh. Ở nơi cư trú, trong sinh hoạt, tập thể và cuộc sống của bà con, hàng xóm, họ hàng, quê hương với đồng chí, bạn bè, cụ luôn sống đoàn kết, hòa nhã, gương mẫu trong công việc, được nhân dân quê hương và khu phố quý mến tin yêu. Với gia đình, cụ luôn khắc phục mọi khó khăn, tạo dựng một gia đình đầm ấm, hòa thuận, đoàn kết nuôi dạy các con ăn học trưởng thành. Cả cuộc đời của cụ cùng người vợ thân thương luôn xây dựng một gia đình đầm ấm, hòa thuận. Cụ cùng người vợ thân thương sinh được 5 người con, 3 con trai và 2 người con gái nay đã trưởng thành. Và con dâu, con trai của cụ cũng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Có chồng, có vợ và sinh được 6 cháu nội, 1 cháu ngoại và 1 cháu dâu và 1 cháu rể và 3 chắt. Trong công tác và trong công việc, các con của cụ luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, của địa phương, luôn đoàn kết, gương mẫu được bà con, nhân dân, khu phố ghi nhận và tin tưởng. Kính thưa Tăng Quyến, cụ Nguyễn Viết Tuyên, kính thưa toàn thể nhân dân, với 97 năm cuộc đời, trên nửa thế kỷ nay, cụ Nguyễn Viết Tuyên đã vĩnh biệt ra đi, đã biết rằng sự ra đi là quy luật của tạo hóa, nhưng tình cảm, nhân cách, trí tuệ và tấm gương của cụ mãi mãi để lại niềm thương tiếc khôn nguôi với chúng ta, với đồng nghiệp và bạn bè, với gia quyến, cháu con, họ hàng, nội ngoại và con khu phố, quê hương. Cụ Nguyễn Viết Tuyên mất đi, khu phố mất đi một người công dân tốt, gia đình họ hàng mất đi một người cha, một người ông, một người cụ yêu thương. Cụ mất đi để lại cho bà con khu phố, quê hương những tình cảm chân tình và nhiều kỷ niệm. Trong giờ phút đau thương này, chúng ta chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn đến với gia quyến cụ Nguyễn Viết Tuyên. Chúng tôi xin gửi tới đại gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong gia đình hãy nén đau thương, nối tiếp truyền thống của họ tộc, quê hương, của khu phố để xây dựng gia đình, nuôi dạy con cháu trưởng thành. Thay mặt ban tang lễ, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các cấp cùng bạn bè thân bằng hữu, bà con nhân dân, quê hương, khu phố, thông gia liên gia, bên nội, bên ngoại, gần xa gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng đến phúng viếng dự lễ truy điệu và tiễn đưa cụ Nguyễn Viết Tuyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt cụ Nguyễn Viết Tuyên, đề nghị các vị đại biểu, các đồng chí, bạn bè gần xa cùng bà con làng xóm, khu phố, thân hữu, trước linh cữu dành một phút mặc niệm để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt cụ, cầu mong cho hương hồn cụ được siêu thoát, an lạc, an giấc ngàn thu về nơi thế giới người hiền cùng tiên tổ. Xin vĩnh biệt cụ Nguyễn Viết Tuyên, phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Rồi. Thay mặt ban lễ tang xin trân trọng giới thiệu đại diện gia đình nên phát biểu ý kiến và có lời cảm ơn. Xin đi mời. Rồi, xin cảm ơn đầu tiên đến cơ quan trung đảng, anh em bạn bè nội ngoại xa gần đã có thời gian bút chút đến gia đình cúng viếng và dự buổi tiễn đưa bố tôi. Không có gì nói hơn, tôi có lời cảm thay mặt gia đình cảm ơn tất cả cơ quan đoàn thể bạn bè xa gần đã tiễn đưa bố tôi một lần cuối. Xin cảm ơn. Đã đến giờ đưa tang, xin kính mời các vị đại biểu và nhân dân khu phố cùng ban tang lễ và gia đình đình tiễn đưa linh cữu cụ Nguyễn Viết Tuyên lên xe tang về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả chuẩn bị, giờ đưa tang bắt đầu. Thank you.
Oh,
sinh hoạt gia đình của mình. Bốn người đây với nhà và thân bao cơ xa khi đi lại người đi. Thank you.
Thank you.
trẻ thì đúng.